Tiểu sử nghệ sĩ Thanh Thủy, nghiệp diễn và cuộc đời. Thanh Thủy tên thật là Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1963. Là một nghệ sĩ hài, nghệ sĩ kịch nói, diễn viên điện ảnh, người dẫn chương trình và đạo diễn sân khấu nổi tiếng của miền Nam Việt Nam. Chị từng đoạt 5 giải Mai Vàng của báo Người Lao Động và nhiều giải thưởng khác. Mặc dù được đào tạo chính quy ngành đạo diễn tại trường nghệ thuật sân khấu 2, Thanh Thủy lại nổi tiếng với vai trò diễn viên. Thanh Thủy có khả năng diễn xuất đa dạng, từ bi đến hài và được mệnh danh là nghệ sĩ của muôn mặt. Chị phần nhiều tham gia diễn xuất kịch nói tại sân khấu Idicap, 5B Võ Văn Tần, Nụ Cười Mới, cũng như tham gia các phim truyền hình và các vở kịch truyền hình ngắn. Chị cũng từng là MC trong loạt kịch thiếu nhi Chuyện Ngày Xưa trên HTV7 và Ngày Sửa Ngày Xưa trên sân khấu kịch Idicap với vai Két La La của nhóm Liễu Lo từ năm 2000 đến năm 2006. Khoảng 10 năm trở lại đây, người ta nhớ đến Thanh Thủy với những vai diễn nhiều sức nặng về tâm lý, đòi hỏi ở diễn viên cả kỹ năng cũng như sự trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống đời thường. Sinh ra trong một gia đình công chức, mặc dù cả gia đình cũng như chính bản thân đều muốn theo nghề giáo, nhưng Thanh Thủy lại thành danh trên sân khấu với vai trò diễn viên. Thanh Thủy tin sự ảnh hưởng của ông nội, một họa sĩ đã từng là giảng viên mỹ thuật trường mỹ thuật Biên Hòa Đồng Nai, đã hướng chị đến với nghệ thuật. Thanh Thủy tốt nghiệp đạo diễn nhưng thành công với vai trò diễn viên trong nhiều thể loại, cũng như sân khấu cải lương. Sự nghiệp của chị trải qua nhiều thăng trầm. Năm 23 tuổi khi tốt nghiệp, Thanh Thủy làm giáo viên phụ giảng khóa đào tạo diễn viên điện ảnh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh cho thầy Nguyễn Văn Phúc và cô Kim Chi được 4 năm. Khi ra trường, chị đã từng cùng Mỹ Dung, Phùng Nguyên mở tiệm bán quần áo trên đường Cống Quỳnh. Tiệm đóng cửa, chị về quê gần 3 năm, cho đến khi nhận lời xuất hiện lại trong chương trình ca nhạc hài kịch Việt Nam Thương Nhớ của nghệ sĩ Minh Phượng. Tuy chương trình thành công lớn, nhưng Thanh Thủy vẫn ngần ngại quay lại với nghề. Về sau, Thu Hồng là biên tập viên ban văn nghệ đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đưa Thanh Thủy về làm vở, trở về mái nhà xưa, diễn tại nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Khi đó, chị mới nhận ra niềm khao khát với nghề và muốn theo nghề trở lại. Thanh Thủy chia sẻ, trong vở diễn có đoạn Lena nói về quá khứ của mình, nỗi khao khát được quay lại mái nhà xưa. Lúc đó tôi khóc đến nỗi không nói rõ câu thoại. Chị cũng đã từng lập nhóm tấu hài với Quốc Thảo và Minh Phượng, từng là bạn diễn ăn ý của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc trong các vở hài kịch ở sân khấu Idicap như Cậu Đồng, Cô Chủ Quán Xinh Đẹp, Cái Tráp Vàng, Người Tốt Thành Tứ Xuyên, v.v. Cũng như cùng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tham gia nhiều vở hài kịch thành công trên sân khấu Nụ Cười Mới của ông bầu Hữu Lộc như Người Nhà Quê, Chuyện Sân Ga, v.v. Một người bạn đã giới thiệu Thanh Thủy với chồng là anh Tráng vào năm 1991 khi đi nghe đêm hòa nhạc do nghệ sĩ nhân dân Đặng Thế Sơn biểu diễn tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Họ quen nhau rồi tiến đến hôn nhân vào năm 1993. Gia đình Thanh Thủy có hai con trai riêng của chồng và hai con gái là Nhật Thanh và Giang Thanh. Tôi muốn bỏ nghề vì thất vọng chính bản thân mình. Từng có thời gian tôi muốn bỏ nghề vì thất vọng chính bản thân mình. Tôi thất vọng vì mình dở quá, yếu đuối quá, chẳng làm được gì, cứ lành bệnh với nghề. Tôi chán nản, quyết định bỏ đi lập gia đình. Nhưng thật kỳ lạ, sau khi lập gia đình, có biết bao cú điện thoại gọi đến mời tôi đi tập. Năm 1995, tôi sinh đứa đầu tiên, thì Thành Lộc gọi tới mời diễn. Tôi không dám nghe điện, không dám nhìn kịch bản. Quyển kịch bản để trong nhà, tôi đi ngang chị dám liếc. Trong lòng tôi cứ cồn cào như kiểu bị trầm cảm. Chồng tôi khi ấy kiên quyết nói không, không cho tôi quay lại với nghề. Chồng tôi còn nói thẳng với tôi, nếu tôi muốn đi diễn thì phải chấp nhận không có chồng con, có nghề và không có chồng, hoặc có chồng nhưng không có nghề. Tôi phải lựa chọn giữa việc đi diễn và chồng con. Tôi lúc đó yếu đuối, hiền lắm, nhưng không hiểu sao lại dám trả lời chồng. Không, có nghề và có con, nhưng không có chồng. Tôi chấp nhận không chồng để được làm nghề.
Chồng tôi nghe xong, lập tức xách đồ bỏ đi khỏi nhà, nhưng chỉ một tuần sau phải quay về. Từ đó về sau, chồng tôi sợ luôn, không dám cấm cản tôi đi diễn nữa. Đến giờ tôi vẫn rất sợ và nể chồng, vì dù sao, chồng cũng lớn hơn tôi đến 12 tuổi, một con giáp lận. Nhưng tôi nghĩ cái gì đúng và thuộc về tôi thì tôi phải được quyền quyết định, và đó là quyết định đúng của tôi. Tôi nuôi con tôi bằng sân khấu, bằng khán giả, con tôi cũng biết ơn điều đó. Nó nói với tôi, mẹ, con lớn lên bằng chính những vai diễn của mẹ. Trong sự nghiệp của mình, tôi từng làm diễn viên, đạo diễn, đi dạy, làm cả giám khảo các cuộc thi hài, thi diễn xuất. Thậm chí, tôi còn làm giám khảo cả một cuộc thi hát là Và Tôi Vẫn Hát. Nhiều người cứ thắc mắc vì sao tôi là diễn viên mà lại được ngồi làm giám khảo ở một cuộc thi hát. Đơn giản vì đó không phải là cuộc thi hát đơn thuần. Thí sinh đến thi còn thể hiện múa, diễn và những ngành nghề khác ngoài ca hát. Khi nhận chương trình đó, họ không cho tôi biết thí sinh như thế nào. Chỉ đến khi ra sân khấu, tôi mới hiểu thêm về cuộc đời của thí sinh. Lúc đó tôi cảm thấy mình nhỏ bé trước thí sinh và bật khóc. Cả tôi và Thu Phương đều khóc thật, chứ không diễn, khóc vì quá xúc động. Anh Đức Huy còn chuẩn bị sẵn một hộp giấy ở đằng sau để đưa cho hai đứa tôi. Cứ đến cuối tuần là tôi phải đi diễn, không còn thời gian đi đâu. Tôi gắn bó với sân khấu kịch IndyCaf của anh Thành Lộc suốt nhiều năm, nhưng đến một lúc cũng quyết định tách ra. Hành động này khiến nhiều người chú ý. Thực ra bao nhiêu năm làm nghề là bấy nhiêu năm tôi để nguyên một kiểu tóc, không dám sơ móng tay, không được đi xem ca nhạc, không được đi chơi với gia đình. Cứ đến cuối tuần là tôi phải đi diễn, không còn thời gian đi đâu. Con tôi còn bảo không muốn làm nghề như tôi, vì ngày này không có thời gian dành cho gia đình con cái. Từ câu nói đó của con, tôi tự thấy mình ích kỷ khi cứ sống cho riêng mình, với hết vai diễn này tới vai diễn kia. Chính vì thế tôi phải rời bỏ sân khấu kịch IndyCaf để đi kiếm ăn, làm thêm những công việc khác ngoài đứng trên sân khấu kịch. Đến bây giờ tôi cảm thấy quyết định của mình là đúng chứ không sai, nhưng vẫn tiếc thời vàng son ấy.